Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bát Sát phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải đua xe đạp địa hình với chủ đề Đi giữa mùa hoa Đỗ Quyên Y Tý năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Bát Sát. Giải đua xe đạp địa hình Đi giữa mùa hoa Đỗ Quyên Y Tý năm nay có sự tham gia của 12 câu lạc bộ với gần 60 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành phố và các vận động viên của Lào Cai. Giải đua năm nay có cự ly thi đấu 23,5 km trên cung đường qua 3 xã Sàng Ma Sáo, Dền Sáng và Y Tý với nhiều nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội là nam nữ dưới 40 tuổi, nam 41 đến 55 tuổi, nam phong trào dưới 40 tuổi và một số giải đồng đội. Đường đua có chênh lệch độ cao lên đến 1.222 m, mặt đường gồ ghề chạy xuyên qua rừng già Y Tý đang vào mùa hoa đỗ quyên nở rộ là trải nghiệm vô cùng độc đáo đối với các vận động viên. Nay em được hạng nhất thì bản thân em và cá nhân em cũng cố gắng thi đấu hết mình. Cảnh quan ở đây rất là đẹp và mình vừa đua mình còn cả nhận được những khung cảnh đồi núi rất là đẹp. Em mong sao sang năm em sẽ được gặp lại và cung đường này để thi đấu tiếp. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá về hình ảnh con người tiềm năng du lịch của huyện Bát Sát. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động du lịch sẽ diễn ra trong thời gian tới, địa phương đang tích cực kêu gọi tìm kiếm các nguồn đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vật chất. Thông qua giải đua, chúng tôi mong muốn sẽ quảng bá hình ảnh du lịch của huyện Bát Sát, cũng như quảng bá hình ảnh du lịch của khu du lịch quốc gia đến đông đảo du khách quốc tế, cũng như là du khách trong nước. Qua đó cũng tuyên truyền, vận động, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với huyện Bát Sát trong thời gian tới. Thì chúng tôi cũng phối hợp để thực hiện kêu gọi đầu tư, cũng như phối hợp để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đó là một mục tiêu quan trọng nhất để phát triển du lịch. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 bộ giải thưởng cho các nội dung thi đấu là nam nữ dưới 40 tuổi, nam 41 đến 55 tuổi, nam phong trào dưới 40 tuổi và giải đồng đội cho các độ tuổi. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai, trưởng cụm thi đua số 3 đã tổ chức lễ khai mạc hội thao giao lưu văn nghệ cụm thi đua số 3 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 6 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Hội thao giao lưu văn nghệ cụm thi đua số 3 năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4 với 3 môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thu hút 118 vận động viên là cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang và Điện Biên. Đây là hoạt động được cụm tổ chức thường niên nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho công chức và người lao động, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các chi nhánh trong cụm và toàn ngành. Hội thao cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam, mùng 6 tháng 5 1951, mùng 6 tháng 5 2019. Sau 19 ngày đồng loạt ra quân, đến 11 giờ trưa ngày 19 tháng 4, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 100% khối lượng công việc đề ra, đảm bảo thời gian và chất lượng theo kế hoạch của tỉnh và xong trước 5 ngày theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra trung ương. Cụ thể, trên 1.000 điều tra viên đã hoàn thành việc thu thập thông tin về nhà ở dân cư của 176.131 hộ gia đình trên 1.789 địa bàn điều tra của tỉnh. Trong đó có 38 địa bàn đặc thù và 1.751 địa bàn điều tra toàn bộ. Để có được kết quả đó, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp trên địa bàn tỉnh đã mạnh mẽ, quyết liệt và thực hiện tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa của cuộc tổng điều tra được đẩy mạnh. Vì vậy, người dân đã chủ động cung cấp thông tin cho các điều tra viên, đặc biệt đội ngũ điều tra viên đã được tập huấn kỹ càng về nghiệp vụ, kỹ năng thu thập thông tin, xử lý phiếu điều tra, nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc được giao. Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bắc Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019.
Trong quý 1, các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã huy động xã hội hóa được trên 224 triệu đồng tiền mặt, gần 2.700 ngày công lao động và nhiều hiện vật có giá trị khác để xây dựng nông thôn mới, hoàn thành được 16,2 km đường các loại, triển khai xây dựng mới, sửa chữa 67 nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ kịp thời. Trong quý 1, 172 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn với tổng doanh số trên 7,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 350 người, thực hiện cấp trên 46.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số. Năm 2019, huyện Bắc Hà phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì không còn xã hoàn thành dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 20,25%. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên thanh niên đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có gần 100 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, xã, 28 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, 216 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Trong quý 1 năm 2019, các đoàn cơ sở đã giúp đỡ 45 hộ đoàn viên thanh niên nghèo về vốn, con giống, cây giống, tổng giá trị 200 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức 15 lớp tập huấn hướng dẫn cho 551 đoàn viên thanh niên và nhân dân về phương pháp trồng trọt chăn nuôi mới, đạt hiệu quả cao, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản nông sản. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia xây dựng và duy trì 13 công trình thanh niên cấp huyện, tham gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững, trị giá 1 tỷ 575 triệu đồng. Tổ chức 189 buổi tuyên truyền cho hơn 8.000 đoàn viên thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chi đoàn văn hóa, thông qua sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tình nguyện tại cơ sở. Đến với thôn Khởi Khe, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng vào thời điểm gian này, ít ai nghĩ rằng Khởi Khe từng là thôn nghèo ở Phong Hải, sản xuất ngô lúa cũng chỉ đủ ăn. Nhưng giờ đây cuộc sống của bà con đã thay đổi, người dân đã no đủ, giàu có nhờ trồng quế và nuôi cá. Khởi Khe được biết đến là vương quốc quế của thị trấn nông trường Phong Hải. Cả thị trấn có khoảng 800 hecta quế, riêng thôn Khởi Khe chiếm hơn một nửa với khoảng 500 hecta quế, trong đó hơn 300 hecta đang trong thời kỳ khai thác. Khoảng 5 năm trở lại đây, quế được giá, lại đúng thời kỳ nhiều diện tích trồng từ 10 năm trở lên cho khai thác, nên các hộ trồng quế có thu nhập cao. Thị trấn Phong Hải thì cũng mong muốn là để thôn có các cái điều kiện để phát triển hơn, cũng như mong muốn của người dân ở trong thôn thì tiếp tục được nhận các cái nguồn vốn cho vay ưu đãi của nhà nước như là ngân hàng chính sách xã hội và các cái tổ hội nghề nghiệp cho các cái hội viên nuôi thủy sản. Không chỉ trồng quế, người dân thôn Khởi Khe còn đào ao thả cá. Hiện diện tích ao nuôi của toàn thôn là trên 22 hecta, sản lượng đạt 130 tấn cá thịt các loại. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 27 triệu đồng trên năm. Cả thôn có hơn 50 biệt thự được xây kiên cố. Nhiều gia đình mua sắm được những vật dụng tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Còn cái về phát triển kinh tế thì thôn cũng chi bộ cũng xây dựng nghị quyết để tuyên truyền cho nhân dân. Đặc biệt là bây giờ ai có đất thì cũng phải tuyên truyền, nếu mà gia đình nào không trồng cây vào thì coi như là đi bộ sẽ vận động coi tận nơi. Hiện nay là diện tích ruộng rất ít rồi, chỉ mới chuyển sang cả ao thả cá hết. Tôi là người dân ở trong cái thôn Khởi Khe này, nói về hoàn cảnh gia đình tôi thì trước kia cũng rất là khó khăn. Đây là được sự giúp đỡ của đảng thì thôn chúng tôi cũng được vay cái vốn ngân hàng chính sách. Thì sau từ đó thì chúng tôi cũng cố gắng làm ăn. Thứ nhất là chúng tôi cũng là trồng rừng, rồi nuôi đào ao thả cá, rồi chăn nuôi lợn gà, nên là chúng tôi phối kết hợp. Nên là gia đình tôi bây giờ hiện tại cũng đã là sống khá. Có cuộc sống yên ấm là niềm mong mỏi của các hộ dân Khởi Khe. Năm 2018 đã có 8 hộ dân của thôn đã thoát nghèo. Đây chính là mục tiêu để 29 hộ nghèo còn lại của thôn phấn đấu vươn lên tự chủ, thoát nghèo bền vững trong năm 2019. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với mỗi người dân thôn Khởi Khe đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi bởi những gì mà họ đã đạt được. Họ đã và đang chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.